Rồi, chào anh em nha. Hôm nay mình có đi tới coi cái vườn của ông anh mới trồng nè. Em nói là tưới cắt rễ xong mà sao nó rụng lá, nó vàng, nó rụng lá gần hết. Hôm nay mình mới lên đi coi thì anh em cũng coi xong rồi cũng rút kinh nghiệm khi mà trồng cây nha anh em. Đây, anh em thấy thấy gì không? Cây nào trồng như vậy nè, làm gì giống như cái hồ chứa nước lại nha anh em. Đang là mùa mưa nè, đang mùa mưa mà làm trồng trồng gì là chết luôn á, nó bị úng rễ. Nên mình trồng sao mà cái mô giống như nó lá ngược như nè, để cho nó thoát nước tốt. Mùa nắng thì mình trồng cái này được đi đi để ấy, chứ còn mùa mưa này mà trồng gì là chết luôn á. Mình lên coi là kiểm tra pH đất thì nó cũng thuộc pH đất ở dưới dưới 4 chấm thấp lắm, ở chỗ thì dưới dưới 5, nên giờ là phải sửa lại cái mô hết nha em, làm sao cho nó thoát nước tốt mới được, chứ làm như cái địa vậy là không có được. Làm sao nên mình phải làm cho nó thoát nước tốt nha, làm cái hình nó lá ngược vậy đó. Chỗ gốc thì nó cao mà xung quanh là phải thấp xuống, để cho nó thoát nước mới được. Nên cái mô ở đây phải sửa là hết nha. Anh cũng trong trồng cũng sai kỹ thuật. Hay thật ngay từ đầu nó gặp sự cố như vậy. Đang mùa mưa nữa, mưa bão nữa chứ. Mà làm như cái giếng vậy đó, là nó đọng nước lại. Đọng nước bị úng rễ, rễ đâu phát triển được đâu mà. Nó phải rụng lá thôi. Quốc gia này xong rồi đó. Cái này. Đến thì anh em thấy không? Trồng giữ làm đắp. Nhưng mà cái giếng như vậy để giữ nước lại trong mùa mưa này thì cây nó bị úng rễ liền. Cây này chết luôn rồi. Mình thấy làm những cái giếng thì sẽ được. Đất nhổ bỏ rồi. Mình làm những cái nón lá ngược mới được. Cái này nhổ bỏ nè. Không có một rễ nào phát luôn. Cây nào cũng như cái nấm luôn. Mô gì là trong mùa mưa này mà đắp mô này là chết nha, tiêu bộ rễ hết. Bây giờ mình sẽ sửa sơ lại cho mình số mô và kêu ổng sửa lại liền mới được. Đang mùa mưa bão mà, anh em mới trồng rút kinh nghiệm nha. Khi còn làm mô là quan trọng lắm á, trồng thì đoạn đầu quan trọng bộ rễ, là hư bộ rễ rồi là phục hồi lại khó lắm. Cái này còn được này, nhưng mà nó không có phát gì hết, cứ kích rễ không phát, tại bộ rễ nó bị ngập nước vậy sao phát được. Ông này nghe mấy ông nói mình thấy vô lý, tưới kích rễ mà bị vàng rụng lá. Giờ mới rảnh chạy lên coi giùm mà thì nguyên nhân là như vậy. Sửa cái mô lại hết cho nó tuột, mưa nó tuột nước nó không ứ tại gốc. Sửa mô lại hết trồng vậy hết như nè, rụng lá luôn nè, rụng lá tươi vậy là do bộ rễ nước động quá nhiều.
như là cái nào cũng bị hết luôn. Nó sợ không là một lỗ gì chị không biết nữa. Sửa lại hết rồi. Nếu không vậy là vài bữa là dư lượng mưa bão vậy là không còn một cây luôn. Phải gọi ổng làm liền được. Sửa lại cái sơ một số cái cho mình coi thôi. Đây là nguyên nhân chính mà trồng hôm nay 2 tháng rồi mà không phát gì nữa. Tưới dưỡng rễ xuống cái nó khừng lại luôn, rụng lá luôn. Rồi cái lượng nước cũng đọng lại gốc quá nhiều, không thoát được. Nhìn dòng cho anh em coi nè, mô nào cũng làm vậy hết á. Cái này là cát, mấy chỗ cái cát còn đỡ còn mấy. Đất này là nó lèn đất là nghỉ luôn. Là chết hết. Coi này, trời bị hắt còn gì. Bị hắt đất thì cũng được nha. Cũng 5 chấm trên 5 chấm nhưng mà do làm cái mô sai cái cây nó bị thối rễ nè, rễ nó không phát được, bị ứ nước không phát được. Rồi nên em rút kinh nghiệm khi mà làm mô trồng nha anh em, làm sao cho nó thoát nước tốt á, thì để ứ nước lại vậy là hư vô rễ. Mình sửa xe lại cái gỗ ông anh tới phải sửa lại mới được chứ không gì là vài bữa nữa là chết sạch rồi. Chào anh em nha, hẹn gặp lại anh em.